Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pocket Arm nha anh em. Và mình đã nâng cấp được cái đầu tiên rồi. Cái đầu tiên này mình có thể lên được max 130 con kiến. Wow, man. Cái này mình cũng nâng cấp max lên rồi anh em ơi. Nó có thể chứa nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái gì nữa đây? Cái này sẽ cần khoảng 2000. À, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua làm khu vực lá lủng cái gì đó là ok mà. Xong nâng cấp với cái này lên, nâng cấp hết với cái này lên nhá. Rồi chắc chắn rồi. Ui, quest cả một đống nhiệm vụ xong rồi này. Quest thường thì cũng có nhiều lắm. Complete, cái nào là làm xong rồi thì nó sẽ không có nhận phần thưởng đâu nhá. Ra ngoài xem bắt được con gì không, hoặc là phải đánh tổ kiến gì không. Mãi lều, không biết nhiệm vụ nó ở đâu. Lắm nhiệm vụ quá. Đây, lên được cái nhiệm vụ con này. Có một con nhiệm vụ, một nhiệm vụ nữa cơ. Chúng ta đang đi lấy rất nhiều lá về nha anh em. Total của chúng ta đang tổng cộng là 100. Sao là 110? Sao vẫn là 110? Sao vẫn là 110 nhỉ? À, bây giờ tôi sẽ cần khoảng 2000 lá để nâng cấp, để mắc lên thành 130 con kiến. Ok. Ok boy. Cái tổ kiến này mình đánh chiếm rồi. Ờ, mình nhớ hôm qua có một con bọ gì đó cơ mà nhỉ. Hỏi chấm và hỏi chấm. Ok, lên 2 sao thì rất là dễ, lên 3 sao mới là khó. À, rồi à, mình sẽ đi lấy cái ở trên này vậy. Không cần team đâu, chắc là không cần team ha. Ờ, không biết cần team không nhỉ. Rescue đi cho nó cùng rồi. Red Ants. Mình còn chưa dám lên cái cây kia để lấy mật ong. Chính ra game này hay hơn game Pocket Bee. Hay là mình chưa biết chơi Pocket Bee. Ờ, đi đâu ấy? Quay lại. Sure. Vietnamese. Ok, gia nhập biệt đội Vietnamese cái gì đó. Clan đính nhau. Nó đoán là như vậy. Co-op đó này, tắt cái này đi. Ok, đây là anh em ơi. Ờ, sao tôi là tít chỗ này vậy? Ok. Rồi. Colony. Không phải colony mà là cái worker này. Vẫn có một thằng nó hiện tại mắc 110 thôi. Hiện tại mắc tổng cộng 110, không lên được. Rồi, lên đánh nhau với con gì nhỉ? Phải đánh nhau không? Đoán là phải đánh nhau hay sao phải không ta? Nhớ là trên này có con bọ kiến vàng, kiến lửa gì đó. Ô, kiến lửa anh em, kiến lửa thật ạ. Đánh nhau, ui, đánh nhau với tổ kiến lửa anh em, ui, mẹ chết hết rồi. Fuck you. Giết nó anh em ơi. Đúng rồi, chính xác. Sao giờ dạ nó hay nhỉ, nó có cập nhật update mới à? Vậy cứ thật. Vortex Rescue. Vẫn là như vậy thôi, không có gì khác. Chuyển Rescue thêm thôi. Đấy. Kiến lửa. Kiểu gì nó cũng thịt được mấy con của mình. Xong. Xong em ơi. Bên này. Kiểu gì cũng sẽ mất một con mà xem. Kiểu gì cũng sẽ mất một con. Một hai con. Đây. Đó, điều chắc chắn là phải mất rồi. Anh em không thể nào không mất được. Chết thì vẫn là chết thôi. À, nói chung là giảm được tối đa bao nhiêu thì giảm. Chắc chắn rồi. Sao bảo vệ đoàn thương lái. Mang mấy con bọ về mà. Các anh làm gì mà ghê gớm thế nhỉ. Em lá mang mấy con bọ về thôi mà. Các anh biết em xa quá. Cái khoảng cách bên này nó hơi xa. Đánh nó. Cắn nó trước khi nó chạm vào tim mình. Ok. Đằng sau quay. Đây này. Bên này. Ok anh ơi. Đằng sau.
cắn nó, cắn nó. Đúng rồi. Chết ngay. Về tận nhà vẫn bị nó đuổi theo anh em. Về tận nhà rồi mà vẫn còn bị nó truy sát ạ. Kiến lửa với chúng tôi á. Tôi về nhà rồi. Chắc là hết rồi đấy, không có con nào à. Mày vào đây mày đánh mày bị ngáo à? Hả? Mày bị ngáo thật sự rồi, cứ ngơ. À, có cái gì nhỉ? Cái shop sùng gì 172 game này. New Arms Color. Oh my god. Hơn 200. Con an gì đấy? 250. Mấy con kiến màu mới đẹp thật sự luôn anh em nhìn này. Xeo tí vàng 250 ạ. Name trend. Cái gì? Strawberry. Cái nồi làm gì ta? Thôi đi đánh nhau anh em nhỉ? Chắc thì đấm nhau thôi, chứ bây giờ cũng không còn nhiệm vụ gì nữa rồi. Đang tập trung hết sức để lấy cái này à? Chuyển đổi cũng được, nói chung là hình như là cái này cũng hết rồi sao? Ồ, hết thật rồi anh em ạ, hết thật. Thảo nào mình thấy nó thấy nó là lạ. Sao nó không lấy thêm nữa đúng không? Biết mình cần khoảng 2000 lá nha anh em. Tôi cần rất nhiều lá nhá. Tôi sẽ disband. Đây. Rồi ok. Tôi sẽ tìm cái quest cùng ở đây. Đấy. Còn hai cái đánh bại 11 Xavier Green 7 battle. 10 game. Cái quest này thì không biết bao giờ mới xong đây. Được cái gì ấy? 25 performer cái gì được. 15 cái chân Z à? Cũng được. Nhiều lắm. Complete dưới chắc hết rồi đấy. Đoán là hết rồi. Ok. Bị đánh nhau nhỉ? Battle à? Defend mình đánh yếu dã man luôn. No shield. Fin rồi. Không biết là liệu có đánh được không ấy. Mà tiếc là nó lại quật chết rồi thì đúng là nhỏ thật đấy. Nhẹ này. Con bọ à? Con bọ Beastless Mantis. Con này đẹp này. Đấy. Con này đẹp. Thật sự là Tantura thêm con nhện nữa. Thêm con Mastiff nữa. Rồi. Quân nó như thế nào? Quân nó unit là 88 à? Ok. Đánh từ từ thôi anh em nhá. Đánh từ từ. Sodia Emmy. Sodia Emmy của tôi chỉ có 45 nhỉ? Mình đánh tấn công ở ngoài thôi, tầm ngoài thôi. Attack. Đúng rồi. Ok anh em. Tôi còn có 12 Emmy thôi. Bình tĩnh. Quân nó đông mà. Quân nó đông dã man luôn đấy. Đây, mình sẽ chặn đường ở đây. Attack đi. Đúng rồi. Sao không ai tấn công ta? Đúng rồi. Ok, chúng ta còn 9 con nữa. Không có map, không có bản đồ, không có cái méo gì cả nhờ. Đây là một cái bãi ăn của nó thôi. Chúng ta tấn công được khoảng 71% rồi. Nó đưa hết quân ra ngoài anh em nhé. Mà nó đưa hết quân ra ngoài và mình chết hết lính rồi. Đấy, có con kiến kìa. Giết nó. À, trên này nó còn một cái chỗ để lá hay sao anh em? Đúng không? Ồ, đúng rồi. Giết. Đây, bạn ơi. Tấn công. Ok. Vào trong. Nhanh, chỉ còn có 43 giây thôi. Giết hết từng nơi một á. Xong rồi mình tấn công vào. Tí chết. Bọ cạp kìa.
còn một con bọ cạp anh em ạ. Chết rồi. Mấy nó mình bị bọ cạp nó giết anh em ạ. Fuck you. Được có 2 sao à? Tôi bị bọ cạp giết thế nhỏ chứ. Tham lép rồi. Hết thời gian rồi. Được có 2 sao anh em ạ. Chưa chiếm được tổ, chưa chiếm được nhiều thứ lắm. Ok thôi kệ. Unit lost mất khoảng 38 con. Unit lost là 86 con. Nó phân chia ra bên ngoài nên chúng ta rộng chỗ đấy. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đầu tao hết cả ruột rồi. Lại tiếp tục để mang quân đánh nhau thôi. Hôm nay sao tốc độ đẻ trứng nhất nó chậm nhỉ? 110 phải có khoảng 2000 lá cơ anh em. Tốc độ phải có 2000 lá để nâng cấp cái kia lên là sẽ thành 130 con kiến ha. Đây. Chắc chắn rồi. Ô, mày bị nhầm à? Mày phải lấy cái này chứ. Confirm hơi bị nhầm tí, không sao anh em. Chưa có con bọ nào xuất hiện đây ạ. Chưa tới giờ, một ngày mới xuất hiện một lần anh em. Như kiểu bên kia thôi. Không khác gì ở quả nhìn đẹp hơn nhỉ. Cũng không có sự kiện gì mới mẻ cả nhá. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé.